Hôm nay tôi quay lại Hoàng Hóa Thanh Hóa dự tổng kết triển lãm Hoàng Hóa Thanh Hóa 2018. Hôm nay chính là ngày 28 tại nhà vườn Anh Tuấn Thầy Chùa. Một phong cảnh các bạn đã được nhìn quen thuộc. Đấy, tôi định quay lệch đi, nhưng ống kính của tôi lại cứ theo một cái nếp, gần như là một cái nếp cũ, theo phong cách của tôi. Đó là vòng quay. Vòng quay của tôi sẽ từ cây ổi và quét sang, và có khẽ lẽ là sẽ bị trùng lập với video trước, cũng sẽ quay quét như vậy. Để các bạn thấy được phong cảnh của khu biệt thự này, đúng là một ngôi nhà độc lập, nằm rất xa với một khu dân cư, bởi vì vườn của anh quá rộng. Nếu tôi phóng tầm ống kính ra, kéo thu lại, hết chiếc ao này mới chỉ là có lẽ 1/3 của khu vườn. Bởi vì từ chỗ tôi, vị trí tôi đứng mà ra đến cổng thì nó phải nửa km, 600 mét, xin lỗi, hơn nửa cây số bằng một con đường như thế này. Và nếu tôi quét ống kính lại thì các bạn thấy là vườn xanh ở chỗ này đã không còn nữa trước đây, mà bây giờ thay vào một vườn bè cổ. Đúng là một con người sưu tầm đặc biệt. Những chiếc bệ đá và bệ đá, bây giờ ta sẽ đi quan sát từ đầu từng chiếc bệ một xem có gì đặc biệt. Sau chiếc bể này có vẻ trong như thế này, chẳng lẽ nó lại là bể mới. Như anh Tuấn thì ít khi anh mua đồ mới. Có lẽ là mới. Chiếc bể này và những chiếc chân này được đặt mới làm, những chiếc chân để kê những chiếc bệ, tất cả bệ nào bây giờ cũng có bộ chân này. Chân này thì 100% là mới rồi, và phía trên là những chiếc bệ cũ. Đây có mấy chiếc bể to. Bể to như thế này thì để những cây tầm đại tương đối là cân đối. Đây ví dụ như chiếc bể to này, mà để những cây khá khá thì rất nổi. Chiếc bể bên chất liệu đá khác và có những con chuyện được khắc xung quanh. Bây giờ có lẽ 6 giờ đã nghe tiếng đài tiếng nói Việt Nam báo 6 giờ. Có lẽ chuyên đề hôm nay mà tôi đương quay sẽ mô tả những chiếc bể cổ nhà anh Tuấn Thầy Chùa. Đấy, một chiếc bể to
với hoa văn của đá là đen, xanh và trắng, tạo lên một nền hoa văn tự nhiên, cứ tưởng như là một vết nứt. Đấy, bây giờ tôi sẽ phải đi vòng sang bên này. Chiếc bệ này như là một bệ mới, mới có phải không? Chắc không, trông đá trong trẻo quá. Còn kế bên là một chiếc bệ cũ rồi, chẳng lẽ anh lại đục lấy một chiếc là để làm được một đôi. Không có chủ nhân ở đây, tôi cũng không tiện hỏi, không hỏi được. Rõ ràng hai chiếc rất giống nhau, như muốn mô tả một đôi bể. Một hình thù rất lạ, rất đẹp, có van. Được thả những cây súng. Nếu nó nở hoa thì thực là tuyệt đẹp. Đây cũng là một cách chơi, đó là cách chơi tích chữ những chiếc bệ cổ. Chỉ có bệ không thôi, không có cây ở phía trên. Rất nhiều bệ như thế này, nếu mà bán ra mà vô tình lại bán đi sang một đất nước nào khác thì thật là đáng tiếc. Tôi quay những thước phim này cũng muốn để các bạn ở Việt Nam có thể mua lại được nó. Bởi vì những bộ sưu tập như thế này nếu mà ra nước ngoài thì thật là đáng tiếc. Vì tích trữ quá nhiều bể, mà một lô bể bị trượt chẳng hạn, đi chẳng hạn, thì là chúng ta không còn sở hữu được những chiếc bể này. Trong lúc này thì chắc là nó cũng chưa đắt lắm. Người chơi vẫn có thể chơi được. Đường nét quá sắc. Đúng là những nghệ nhân ngày xưa, người ta mất nhiều công đục tay nét như thế này. Mà này như là một vết cắt bằng máy. Chẳng nghĩa đây này là chiếc bể mới. Mà sắc nét như thế này. Rất vuông vắn, vuông thành sắc cạnh và nghệ thuật. Là một chất liệu khác của một vùng đá nào đó, đá hoa. Trắng đen đã tạo lên một vân hoa văn của một mỏ đá nào đó. Nếu mà người chơi sành, người ta biết là đá ở vùng nào, còn tôi chỉ biết là những hoa văn. Bên này cũng vậy, chất liệu đá khác hẳn, cũng là những chiếc bể trơn. Cũng là những công sức tạo lên của người Việt. Lại một chiếc bể màu thấy sáng sủa.
nhưng hình thức mỗi chiếc bè lại khác nhau. Đúng là những lao động thủ công đã đem lại những tác phẩm để lại cho đời. Bên này cũng vậy, những chiếc bè rất sắc nét. Đây thì bè cũ 100% rồi. Bên này cũng thế, rất sắc nét. Là những chiếc bè đục mà như những đường răng cưa cắt bằng máy, vuông thành sắc cạnh. Trông như là trên như là xi măng nhưng không phải. Chiếc bè này thì có hoa văn. Bảy hưu sao. Mô tả một tiểu phẩm, một tiểu cảnh nào đó với ánh mặt trời và một chiếc cầu quật ngang đi sang một ngôi tháp nào đó, chùa chiền gì đó. Và bên này là một cành hoa. Không biết là tác giả mô tả điều gì, nhưng dù sao cũng mang tính rất hoang dã và cổ kính. Phía bên hai chiếc bè. Chiếc bè bên cũng là chiếc bè cũ có hoa văn rồng hóa. Là những cành hoa nhưng mang tính chất rồng, rồng hóa. Không hoa quá, chim. Hai con chim đậu trên một cành hoa. Có khắc chữ nho. Tôi lại mở mịt như thế này. Cũng khắc một dòng chữ nho. Tôi lại không đọc được chữ nào. Tiếp tục chúng ta lại đi sang, và bây giờ tôi sẽ lướt nhanh những chiếc bè cũ. Những chiếc bè đã khác màu. Và kế bên một chiếc bè Huế, theo anh ấy nói là mua ở trong Huế ra, chỉ có sót mấy lá bèo mà bây giờ, mấy cánh bèo mà bây giờ nó nở đầy chậu như thế này. Thoạt nhìn như là bằng xi măng nhưng nó không phải, mà nó bằng đá gan trâu. Cối đá thì cũng dễ kiếm thôi. Những chiếc bè như thế này thì bây giờ đều có giá trị. Có tiền. Một vòng kê bè
tôi không đi nữa. Cái bên kia cũng còn 2 chiếc, tôi đã đi thì đi hết. Không phải để xa là những bể không quý, mà đều là những chiếc bể quý. Có điều mà để ra xa khu vực mà thôi. Nó rất đẹp, những chiếc bể cổ đục đơn chiếc, cho nên không chiếc nào giống chiếc nào. Như vậy các bạn đã được ngắm một hệ thống bể của anh Tuấn Thầy Chùa. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại phong cảnh mà tôi vừa quay. Những chiếc bể này được đặt ở một khu vườn. Trước đây có lẽ là bằng đường đất, thì bây giờ nó được kê bằng những tấm xi măng tương đối sạch sẽ, có điều là không được quét dọn, ít quét dọn mà thôi. Vì dòng vườn rộng quá, nằm bên một vườn tùng, rất nhiều những cây tùng được kê theo các dãy. 4 dãy tùng này thì vẫn là những cây trước đây, những cây tùng rất nhiều tư thế. Tôi chỉ quay lướt theo tính chất ngắm nhìn những cây tùng mà thôi. Rồi, vào đây giờ đây. Một phong cảnh tuyệt đẹp. Tùng và tùng. Tôi sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Không biết có quý không mà lại cất ở trong tủ như thế này. Qua một lớp kính cho nên là cũng khó quay. 3 chiếc bể. Những chiếc bể nhỏ đồ chơi để trong tủ trang trí. Bên này nhà siêu tầm bè. Rất đặc biệt.